Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong chương trình tối nay thứ hai ngày 18 tháng 7, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chính sau đây. Quy hoạch đô thị theo tinh thần nghị quyết 54, nhiệm vụ vừa cấp bách vừa mang tính lâu dài với nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là sau khi thành phố Huế với vai trò là đô thị trung tâm mở rộng địa giới hành chính. Công trình đầu tư tiền tỷ nhưng hoạt động như vô chủ, để mặc các hạng mục hoang phế xuống cấp tại xã Phú Hải, huyện Phú Vang. Ngày càng có nhiều người nhận thức được lương hưu bảo hiểm xã hội tự nguyện là những khoản thu nhập rất có ý nghĩa khi về già. Tin chi tiết, chiều nay tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban cả cơ quan nội chính 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm, cả cơ quan nội chính đã quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác đảm bảo quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Hoạt động của cả cơ quan tư pháp và cả cơ quan tổ chức có liên quan có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng các mặt công tác tư pháp được nâng lên, tính dân chủ trong hoạt động xét xử được chú trọng, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật. Các cơ quan nội chính thường xuyên tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, chỉ đạo đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, chủ động nắm tình hình không để xảy ra các vụ việc phức tạp, các điểm nóng. Cơ quan điều tra hai cấp thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, tập trung lực lượng để điều tra phá án với tỷ lệ đạt hơn 89%. Tòa án nhân dân hai cấp đã giải quyết 1.108 trên tổng số 2.424 vụ án các loại, đạt hơn 45,7%. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan nội chính trong việc tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về các hoạt động nội chính trên địa bàn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao năng lực thực thi công vụ của các cơ quan nội chính, tiếp tục chủ động nghiên cứu tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh các chủ trương, chính sách lớn về công tác nội chính, xây dựng các văn bản nhằm cụ thể hóa kịp thời các giải pháp công tác nội chính đảm bảo thống nhất, đồng bộ. Trong đó trọng tâm là các đề án chiến lược về quân sự quốc phòng, bảo vệ trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Lần đầu tiên Thừa Thiên Huế sẽ có một giải báo chí dành riêng về công tác xây dựng Đảng với tên gọi giải Búa Liềm Vàng. Lễ phát động giải được Ban Tuyên giáo tổ chức vào chiều nay. Tham dự có trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng, đại diện các cơ quan ban ngành, lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn. Giải báo chí toàn quốc Búa Liềm Vàng là giải thưởng hàng năm do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng. Nhằm kịp thời động viên, khuyến khích, tạo sự quan tâm của phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn để ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về xây dựng Đảng, tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định tổ chức giải cấp tỉnh lần đầu tiên. Dự kiến lễ tổng kết trao giải tổ chức vào tháng 11 năm 2022 với giải đặc biệt 20 triệu đồng. Những tác phẩm xuất sắc tham dự giải của tỉnh sẽ được lựa chọn và gửi tham dự giải báo chí toàn quốc Búa Liềm Vàng lần thứ 7. Phát biểu tại lễ phát động, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng mong muốn các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tấn báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn sẽ tích cực tham gia với các bài viết, tác phẩm, không chỉ mang tính phản ánh mà còn có tính chất định hướng, thông tin, khai thác mổ xẻ những vấn đề trong xây dựng Đảng hiện nay. Ban tổ chức cũng đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, tạo tiền đề để có nhiều tác phẩm dư dải. Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cũng cần xây dựng những chuyên trang, chương trình phóng sự tuyên truyền sâu rộng về giải báo chí Búa Liềm Vàng. Ngày hôm nay, Hội đồng nhân dân thị xã Hương Thủy khóa 7 tiến hành kỳ họp thứ tư nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bàn và thông qua một số nghị quyết quan trọng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Tuấn. 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn có những chuyển biến tích cực, các chương trình, đề án về phục hồi và phát triển kinh tế được triển khai có hiệu quả, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ước thực hiện 15.595 tỷ đồng, tăng 12,3%. Trong đó, ngành dịch vụ đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 28%. Công nghiệp xây dựng đạt 13.660 tỷ đồng, tăng 11%. Thu ngân sách đạt 171,8 tỷ đồng, bằng 36,9% dự toán. Các công trình dự án trọng điểm được triển khai đảm bảo đúng tiến độ. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, an ninh xã hội được đảm bảo. Trên cơ sở có những kết quả đạt được tại kỳ họp này, các đại biểu tập trung bàn và thông qua nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng của năm 2022.
nghị quyết về phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nghị quyết về danh mục đầu tư công năm 2023. Đây là những nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, không chỉ tạo cơ sở cho công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp những tháng còn lại của năm 2022, mà cho cả giai đoạn 2021-2025. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào 5 tháng 9 năm 1962, 5 tháng 9 năm 2022 và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt-Lào 18 tháng 7 năm 1977, 18 tháng 7 năm 2022. Đoàn lãnh đạo Đảng, chính quyền huyện Ca Lâm, tỉnh Sê Công, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Obualaon Mạ Lai Vông, Bí thư huyện trưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại huyện A Lưới. Làm việc với đoàn có đồng chí Huỳnh Công Quảng, Bí thư huyện ủy A Lưới. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện A Lưới và huyện Ca Lâm đã thông tin cho nhau về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của mỗi bên, nhất là các vấn đề về đời sống xã hội, phát triển nông lâm ngư nghiệp, chăn nuôi và trồng trọt đã được lãnh đạo hai địa phương quan tâm, trao đổi học tập lẫn nhau nhằm phát huy những tiềm năng thế mạnh của mỗi vùng trong chương trình phát triển kinh tế xã hội trên tinh thần hợp tác hữu nghị, giúp nhau phát triển đời sống kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lao động, sản xuất kinh doanh của mỗi địa phương. Đặc biệt là trong thời gian cao điểm của đại dịch COVID-19, lãnh đạo huyện A Lưới đã tổ chức nhiều đoàn công tác kịp thời đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ giúp đỡ người dân các bản thuộc huyện Ca Lâm giáp biên giới với huyện A Lưới, thể hiện tinh thần đoàn kết lâu đời giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào. Qua chuyến thăm lần này, lãnh đạo Đảng, chính quyền hai bên sẽ có kế hoạch đối ngoại hợp tác hàng năm trên nhiều lĩnh vực, nhất là về nông lâm nghiệp, chăn nuôi và trồng trọt, y tế, giáo dục và an ninh quốc phòng. Mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa dân tộc hai nước, Việt Nam Lào nói chung và nhân dân huyện A Lưới và huyện Ca Lâm, tỉnh Sê Công, nước bạn Lào nói riêng. Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ trong giai đoạn 2021-2025, Thừa Thiên Huế cần đẩy mạnh công tác quy hoạch và quản lý, thực hiện quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị theo hướng phát triển mạnh kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thông minh, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin, đô thị, đảm bảo sự hài hòa giữa kiến trúc với tự nhiên và đặc thù của Huế. Đây là một nhiệm vụ vừa cấp bách vừa mang tính lâu dài với nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là sau khi thành phố Huế với vai trò là đô thị trung tâm mở rộng địa giới hành chính. Nhiệm vụ đầu tiên trong việc quy hoạch phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 là phải đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ, hợp lý giữa bảo tồn và phát triển, giữa thành thị và nông thôn, từng bước đạt chuẩn thành phố trực thuộc trung ương. Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế hiện có 14 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại 1, 3 đô thị loại 4 và 10 đô thị loại 5, bao gồm 7 thị trấn hiện nay thuộc các huyện và 3 đô thị mới được công nhận là đô thị Phong An, đô thị La Sơn và đô thị Vinh Hiền. Tỷ lệ đô thị hóa hiện nay đạt khoảng 56%. Theo tiêu chí phân loại đô thị và tiêu chuẩn đơn vị hành chính, hiện tại chúng ta còn nhiều hạn chế. Ngoài việc nỗ lực đạt được các tiêu chí trên, trong thời gian tới, Thừa Thiên Huế còn được xem xét đến các yếu tố đặc thù của một đô thị di sản và thiên nhiên đã được UNESCO công nhận. Là có cái phân loại đánh giá đô thị Thừa Thiên Huế theo tiêu chí đô thị loại 1 được Trung ương thì hiện tại chúng ta có một số tiêu chí còn thiếu và chưa đạt. Cái thứ nhất là tiêu chí về thu cân đối thu chi ngân sách. Thứ hai là tiêu chí về thu nhập bình quân đầu người năm so với cả nước. Thứ ba là về tiêu chí mật độ dân số, trong đó là tính về mật độ dân số khu vực nội thành nội thị và mật độ dân số toàn đô thị. Thì về tiêu chí mật độ dân số chúng ta vẫn chưa đạt. Và một số tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế. Một nhiệm vụ quan trọng thứ hai là mở rộng địa giới hành chính đô thị, hình thành đô thị trung tâm với hai trục phát triển và các đô thị động lực gồm thị xã Phong Điền, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, xây dựng đô thị chân mây. Phát triển các đô thị nghỉ dưỡng ven biển, Điền Lộc, Hải Dương, Thuận An, Vinh Xuân, Vinh Thanh, Vinh Hiền. Ứng dụng các tiện ích thông minh để quản lý đô thị trên một số lĩnh vực. Khôi phục toàn bộ các công trình di tích chính trong khu vực Đại Nội hoàn thành và các công trình văn hóa, khu phố cổ Gia Hội, Di Lăng, Bao Vinh. Bảo tồn phố cổ, đô thị cổ, nhà rường, nhà vườn, làng cổ Phước Tích. Theo tinh thần Nghị quyết 54, đô thị Huế là đô thị vùng lõi với các chức năng vốn có của trung tâm dịch vụ, du lịch, y tế, giáo dục, hành chính, văn hóa lễ hội. Sự phát triển của các đô thị vệ tinh ở Thừa Thiên Huế được kỳ vọng tạo động lực mới cho phát triển kinh tế, giãn dân, liên kết vùng. Phong Điền là một là cái huyện ở phía Bắc có các cái đầu mối giao thương rất là quan trọng, có cái đường cao tốc rồi là đường quốc lộ.
rồi là đường ven biển, đường sắt và sắp tới là có cả cảng biển. Cho nên là các vấn đề giao thương hàng hóa của khu vực các tỉnh phía Bắc của khu vực Bắc miền Trung cũng như là từ Lào và Thái Lan đi qua đường 9 thì sẽ đi qua của huyện Phong Điền. Về thứ hai là về kinh tế thì Phong Điền cũng có các cái khu công nghiệp rất là lớn với quy mô dự kiến mở rộng lên tới 1.200 hecta, có các cái nhà máy cũng khá lớn và một cái khu vực mà phát triển nông nghiệp với nhiều cái tiềm năng có thể là tạo thành các cái sản phẩm ở nông nghiệp chất lượng cao cũng như là nông nghiệp sạch. Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm trên, Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu giải quyết tốt các chương trình trọng điểm về đô thị, các dự án giao thông huyết mạch kết nối hạ tầng đô thị, đặc biệt là đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 kinh thành Huế giai đoạn 1, xây dựng các khu tái định cư phục vụ việc di dời dân cư. Ngoài ra, tỉnh còn tập trung nhiều nguồn lực khác nhau bên cạnh vốn đầu tư công để mở rộng đầu tư vào các dự án ở các khu đô thị mới, nhằm làm thay đổi diện mạo đô thị Thừa Thiên Huế theo hướng hiện đại, đồng bộ và có chất lượng cao. Hiện nay tỉnh đang tập trung vào các dự án trọng điểm về kết cấu hạ tầng đô thị và đặc biệt là đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông của tỉnh kết nối với các đô thị vệ tinh. Và điển hình như về hệ thống giao thông nội ngoại như nâng cấp sân bay quốc tế Phú Bài lên 9 triệu khách một năm và đầu tư xây dựng đường ven biển từ Phong Điền đến Phú Lộc và đê chắn sóng các sân bay giai đoạn 2 và nâng cấp các quốc lộ 49A, 49B. Để sớm đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54, quy hoạch và phát triển đô thị là một nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách. Không chỉ để Thừa Thiên Huế đạt các tiêu chí về quy hoạch và đô thị mà còn góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế ngày càng hiện đại và quy mô, bên cạnh việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản vốn là một phần không thể thiếu trong tiến trình xây dựng và phát triển đô thị Thừa Thiên Huế. Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết hiện nay đã phê duyệt bố trí tái định cư 2.058 lô cho cả hộ dân dự án giải phóng mặt bằng khu vực 1 diện tích kinh thành Huế. Trong đó gần 800 hộ đã xây dựng nhà, ổn định cuộc sống, đạt hơn 40% số hộ nhận đất. Dự kiến tổng số lô đất bố trí là 3.562 lô. Hiện nay khu vực đang xã tắc khu vực tiếp giáp bộ chỉ huy quân sự tỉnh sẽ tiến hành phê duyệt phương án tái định cư bốc thăm nhận đất trong tháng 8 năm 2022. Đã nhận đất tái định cư 1.980 lô, số hộ còn lại đang tiếp tục vận động nhận đất tái định cư do đang có kiến nghị tái định cư cho các hộ phụ. Cấp 1.956 giấy phép xây dựng, số còn lại sẽ tiếp tục hoàn thành trong tháng 7 năm 2022 theo hình thức cuộn chiếu. Hiện nay đã có 889 trên 2.058 hộ đã bàn giao mặt bằng. Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết, quá trình thực hiện đã điều chỉnh bổ sung các hạng mục giải phóng mặt bằng thuộc giai đoạn 2 lên giai đoạn 1 nên khối lượng rất lớn và áp lực tiến độ giải ngân theo kế hoạch vốn đã bố trí. Trong khi đó, nhân lực của thành phố Huế chưa được bổ sung kịp thời. Ngoài ra, phát sinh vướng mắc chính sách được Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh bổ sung khung chính sách đã tháo gỡ khó khăn do lịch sử để lại như việc chuyển nhượng, tăng cho đất, thừa kế, vi phạm về xây dựng, giao đất tái định cư cho thừa kế để có nơi thờ tự theo phong tục tập quán. Những vấn đề phát sinh đang được chính quyền thành phố tập trung thảo gỡ nhằm đảm bảo tiến độ đề ra. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết hiện nay số tàu nằm bờ gần như thường xuyên khoảng 10%, chủ yếu do thay đổi chủ sở hữu, sửa chữa, thu hồi giấy phép hoạt động, một phần do giá dầu tăng cao. Tính trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh có đến 330 tàu thực hiện 1.280 chuyến khai thác trên vùng biển Hoàng Sa, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, vụ cả năm nay do các loài hải sản xuất hiện muộn, sản lượng không lớn nên thu nhập của ngư dân giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước. Trong khi chi phí xăng dầu tăng nhưng sản lượng, giá hải sản lại giảm nên thu nhập của các chủ tàu rất thấp, thậm chí là thua lỗ. Để khuyến khích ngư dân vươn khơi bám biển, ổn định cuộc sống và chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo, tỉnh đang tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ nhiên liệu khai thác hải sản vùng biển xa. Tùy thuộc vào công suất tàu, số chuyến, số ngày khai thác trên biển để có mức hỗ trợ phù hợp theo quy định. Tuy nhiên, theo nguyện vọng của các chủ tàu, kinh phí hỗ trợ cần kịp thời nhằm đảm bảo cho các chuyến biển mùa vụ khai thác. Về lâu dài, ngành nông nghiệp hướng dẫn hỗ trợ và tạo điều kiện cho ngư dân chuyển đổi sang các nghề khai thác ít sử dụng nhiên liệu hơn. Thông qua tuyên truyền vận động ngư dân, trên địa bàn tỉnh hiện nay giảm đến 40-50% số tàu hoạt động khai thác bằng nghề giả cao, lưới kéo, dùng sức máy, hao tốn chi phí nhiên liệu. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khá nhiều tàu còn sử dụng giả cao, lưới kéo. Trong khai thác hải sản cần được chuyển đổi sang các nghề phù hợp, giảm chi phí nhiên liệu. Trong khi các phương tiện xa bờ gặp khó khăn thì hoạt động khai thác gần bờ từ đầu năm đến nay lại khá thuận lợi, ít ảnh hưởng trước giá xăng dầu tăng cao.
Hầu hết các thuyền gần bờ công suất nhỏ hoặc chỉ sử dụng chèo tay khai thác vùng lồng nên chi phí nhiên liệu không đáng kể. Sản lượng cá nục, cá trích và các loài hải sản gần bờ đầu năm đến nay tương đối dồi dào, nhiều thuyền có thu nhập khá. Thưa quý vị, bãi tập kết trung chuyển rác tại xã Phú Hải, huyện Phú Vang được đầu tư gần 10 tỷ đồng và đã hoàn thành hơn 10 năm qua. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của công trình này vẫn là một dấu hỏi lớn. Một điểm đáng chú ý nữa là công trình này không có bất cứ một hồ sơ liên quan đến thủ tục cấp đất, đầu tư xây dựng hoặc bàn giao công trình sau khi hoàn thành. Chính vì vậy mà dù đã có một dự án tiền tỷ đồng nhưng cho đến nay dường như vẫn vô chủ, để mặc cho các hạng mục hoang phế xuống cấp. Chỉ một vấn đề vẫn không thay đổi, đó chính là tình trạng ô nhiễm môi trường ở địa phương vùng biển này. Hình ảnh chúng tôi ghi nhận tại bãi trung chuyển và phân loại rác đầu vào tại thôn Cừ Lài Trung, xã Phú Hải, huyện Phú Vang. Trên diện tích hơn 1 hectare đất trong rừng phòng hộ ven biển của địa phương, một công trình xây dựng khá kiên cố với diện tích khoảng 500 m², bao gồm tường xây, mái lợp tôn, một phòng điều khiển điện, một phòng thiết bị và chục xương rác nằm dưới mái tôn đang rỉ sét và bong tróc. Theo tìm hiểu, trạm trung chuyển rác thải này được đầu tư với kinh phí gần 10 tỷ đồng, xây dựng từ năm 2010 đến năm 2012 thì hoàn thành. Mục đích để tập kết rác thải của tất cả các hộ dân của xã Phú Hải. Người dân địa phương cũng đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền trong các cuộc họp tiếp xúc cử tri với mong muốn bãi rác được vận hành đúng với chức năng của nó. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn đâu vào đó. Thế nhưng kể từ khi xây dựng đến nay, trạm này vẫn hoạt động không mấy hiệu quả. Cái bãi rác trung chuyển á, là trước đây là cái quy mô của bộ là vào đầu tư tại Phú Hải. Nhưng mà qua thời gian sử dụng thì nó cũng có hiệu quả. Thứ nhất là cái mặt bằng quá rộng, mặt lượng rác á, thì rác trung chuyển, rác nó chỉ có là một xuồng ở đó, rồi chở đi thôi, chứ không có cái vấn đề xử lý tại chỗ. Từ chỗ đó là cái dự án này là không khả thi. Thì dự án rác thải thì khó khăn là như lãnh đạo cũng quán triệt và một số người dân cũng đã biết, cái quy trình rác thải đối với cái bãi rác thải đó phải đảm bảo, nhưng ở đây trái lại là không đảm bảo. Phân lô các rác thải thì bây giờ chưa có đủ điều kiện để làm, cho nên là xảy ra là đó gì, cái môi trường càng ngày là rất là phức tạp, ô uế, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của bà con. Sau nhiều kỳ tiếp xúc cử tri các cấp trước vấn nạn ô nhiễm môi trường từ bãi trung chuyển này, cũng như việc lãng phí một diện tích lớn đất đai của địa phương, cử tri ở đây đã kiến nghị với lãnh đạo, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp về vấn đề. Một là chuyển giao lại cho địa phương quản lý. Hai là giao lại mặt bằng cho địa phương để quy hoạch xây dựng khu dân cư và đường ra biển rộng 36 m để phát triển kinh tế du lịch biển của địa phương. Nhưng đây là vấn đề nan giải bởi hồ sơ của công trình cả huyện và xã đều không có. Từ hồ sơ quyết định giao đất, đầu tư đến khi không sử dụng cũng không có hồ sơ bàn giao cho địa phương. Tìm hiểu các thế hệ lãnh đạo ở đây thì chỉ được nghe công trình do Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, sau khi đưa vào hoạt động thì không có ai từ đơn vị thuộc bộ đề cập đến vấn đề này. Thì trong quá trình sau khi mà xây dựng tại rung chuyển rác thì qua kiểm tra và làm việc với các phòng ban của huyện liên quan đến phòng thực tế ra là diện tích, cơ sở vật chất và chưa có bao nhiêu gì đều với là các cái văn bản vi phạm pháp luật để cho địa phương xử lý. Hồ rác thì nên cho địa phương di chuyển để đảm bảo cảnh quan quy hoạch chung cho bà con trên địa bàn của địa phương, đặc biệt là trong quy hoạch tại định cư di dời dân nhân trước khi có mở con đường 36 m sắp đến. Phú Hải là địa phương ven biển và đầm phá, là xã đất chật người đông với diện tích khoảng 350 ha, dân số gần 1 vạn người, số hộ ở đây là trên 1.750 hộ, mật độ dân cư khá đông đúc. Hiện tại nhiều cụm dân cư ở đây phải sống san sát như đô thị lớn và các lối đi chật hẹp quanh co, rất khó khăn cho việc phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, tình trạng sạt lở bờ biển vẫn đang diễn ra hàng năm, diện tích tự nhiên ngày càng bị thu hẹp. Một vấn đề nữa là tuyến đường ven biển sắp được đầu tư sẽ mở rộng trục đường hiện tại và lấy đi một phần diện tích của bãi trung chuyển rác ở đây. Một công trình từ mục đích xử lý môi trường đang dẫn đến gây ô nhiễm môi trường, nên chăng cần có kế hoạch xử lý phù hợp để tạo điều kiện cho địa phương. Tin vui về giáo dục thành tích cao của Thừa Thiên Huế tại cuộc thi Olympic sinh học quốc tế 2022 vừa kết thúc tại Armenia, em Trương Văn Quốc Đạt, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế đã huy chương bạc, 3 thành viên còn lại của đội tuyển Việt Nam đều đoạt huy chương đồng.
Cụ thể, em Nguyễn Phúc Lâm, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Quang Trung, tỉnh Bình Phước, đạt huy chương đồng. Em Võ Tiến Thành, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ, đạt huy chương đồng. Em Đỗ Trọng Phước Nguyên, học sinh lớp 11, trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, thành phố Cần Thơ, đạt huy chương đồng. Cuộc thi Olympic sinh học quốc tế năm 2022 được tổ chức tại Armenia từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 7 năm 2022 với sự tham gia của 63 quốc gia và vùng lãnh thổ, ba được làm quan sát viên với 231 thí sinh tham dự. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh vừa có quyết định cho phép Bảo tàng Mỹ thuật Cecilia Phạm hoạt động. Đây là bảo tàng ngoài công lập có địa chỉ tại số 53 Hàm Nghi, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, thuộc sở hữu của bà Lê Phạm Cici, Việt Kiều Pháp. Bảo tàng hiện sở hữu 1.000 hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa, mỹ thuật cao, được chế tác bằng các chất liệu khác nhau, có xuất xứ từ Việt Nam và các nước trong khu vực như Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Trung Quốc, Sri Lanka, Ấn Độ, Nepal, Pháp. Niên đại tập trung trong khoảng thế kỷ 19 và 20. Bảo tàng trưng bày theo hai chủ đề chính, chủ đề mỹ thuật Phật giáo Á Đông, những tiếp cận đa chiều, giới thiệu 50 tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tượng Phật, phác họa bức tranh lịch sử mỹ thuật Phật giáo xưa và nay của Việt Nam, các nước trong khu vực Đông Nam Á và thế giới. Mỗi tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tượng Phật đều ẩn chứa những thông điệp từ quá khứ đến hiện tại, mở ra những góc nhìn, những cách tiếp cận đa chiều khi tiếp xúc, giao lưu với các nền văn hóa khác nhau từ Đông sang Tây. Trưng bày chủ đề tín ngưỡng dân gian truyền thống Việt Nam, giới thiệu 60 tài liệu, thư tịch hàng nôm và một số đồ thờ nhằm phản hòa đời sống sinh hoạt tôn giáo và tín ngưỡng dân gian truyền thống xưa và nay của Việt Nam, đồng thời tái hiện lại không gian thờ tự trong gia đình, dòng tộc của người Việt. Khái niệm lương hưu nếu như trước đây chỉ dành cho cán bộ, công chức, người lao động làm việc trong các đơn vị có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì nay với chính sách mở rộng, người lao động tự do, người có thu nhập ổn định cũng đã được tạo điều kiện tham gia vào mạng lưới an sinh này. Cùng với nhiều giải pháp đang triển khai, ngày càng có nhiều người nhận thức được lương hưu tự nguyện cùng thẻ bảo hiểm y tế miễn phí là những khoản thu nhập và hỗ trợ rất có ý nghĩa khi về già. Trải qua hai lần gián đoạn trong công việc, từng nhận trợ cấp nghỉ việc một lần, khi đến tuổi nghỉ hưu vào tháng 6 năm ngoái, bà Tùy mới đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 18 năm. Thiếu 2 năm để hưởng chế độ hưu trí theo quy định hiện hành. Thay vì chọn nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần như nhiều người, bà Tùy quyết định tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội theo hình thức tự nguyện để được nhận lương hưu. Thì suy nghĩ là dù rằng đi nữa thì khi mình về hưu thì mình có đóng lương hưu thì mình không có phụ thuộc vào con cái và giúp cho con cái đỡ vất vả đi. Hơn nữa là khi mình đau bên ổn mắt thì có chế độ bảo hiểm nó an toàn cho mình nên mà ổn định cái cuộc sống. Chứ còn mà nếu mà mình về già mà không có lương hưu thì rất là vất vả. Giống như bà Tý, đến thời hạn nghỉ hưu, ông Trung còn thiếu 3 năm để được hưởng chế độ hưu trí. Vì vậy, ông chuyển sang hình thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Lựa chọn mức đóng cao để hưởng lương hưu cao, ông quyết định vay ngân hàng 250 triệu đồng. Với mức lương hưu lên đến 7 triệu đồng một tháng, tính ra ông Trung có thể trả hết số nợ ngân hàng trong vòng 3 năm. Lương hưu cao cùng với tấm thẻ bảo hiểm y tế là những khoản an sinh xã hội rất ý nghĩa, giúp ông vững tâm lo cho các con vẫn còn tuổi ăn học. Khi mà tìm hiểu cái luật bảo hiểm xã hội Việt Nam mà khi đó mới có là cho những người mà không đủ năm để không tác nhưng mà được đóng một lần để nhận bảo hiểm xã hội Việt Nam thì tôi đồng ý đóng ngay. Và tôi bỏ số tiền rất lớn để đóng tiền bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thì khi mà đóng được tiền đó thì tôi được nhận lương hưu và tôi sống rất thoải mái khi về hưu. Và tôi nghĩ rằng tất cả mọi người cũng như thế, nếu như có tuổi già mà có cái về hưu mà có lương hưu thì rất là tốt, vì để là đảm bảo cuộc sống cho bản thân mình, không phụ thuộc vào con cái và làm cho cái gánh nặng của xã hội vì mình đã được bảo hiểm chi trả. Nếu tỉnh bình quân người tham gia hưởng chế độ hưu trí trong vòng 20 năm, đối với lao động nam số tiền có thể hưởng lên tới 490 triệu đồng và lao động nữ là gần 600 triệu đồng. Chưa kể được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức hưởng 95% và chế độ tử tuất khi qua đời. Ngoài những quyền lợi nêu trên, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng trong thời hạn 10 năm. Đa dạng về hình thức tuyên truyền và linh hoạt về phương thức đóng là những nỗ lực của Bảo hiểm xã hội Thừa Thiên Huế cùng các đơn vị đại lý thu để người dân hiểu quyền lợi và tính nhân văn của bảo hiểm xã hội tự nguyện. Khi tham gia cái chính sách này thì họ được hưởng cái sự hỗ trợ của nhà nước trong quá trình đóng. Hiện nay thì luật quy định cũng như các cái văn bản của chính phủ quy định thì hỗ trợ mức đóng đối với người dân bình thường là 10%,
người cận nghèo là 25% và người nghèo là 30% và được nhận được hỗ trợ trong 10 năm trong cái quá trình đóng. Và hiện nay thì Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh, tỉnh cũng đã chỉ đạo cho Sở Lao động Thương binh Xã hội phối hợp cùng với các ngành để tham mưu trình Hội đồng nhân dân tỉnh để ban hành một cái chính sách hỗ trợ thêm cho người lao động ngoài cái phần hỗ trợ từ trung ương. Công ty Bảo hiểm PVI Huế thường xuyên mở các lớp đào tạo nghiệp vụ để nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên thu nhằm tuyên truyền đến cho người dân một cách có hiệu quả nhất, tổ chức nhiều cái điểm thu và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chủ động tham gia dễ dàng hơn, và phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội để mà hỗ trợ cho người dân trong cái việc mà vướng mắc về khám chữa bệnh của bảo hiểm y tế và trong các cái giải quyết các cái chế độ về bảo hiểm xã hội. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là dành một khoản tích lũy của bản thân khi còn sức khỏe, còn thu nhập để dành khi về già, bởi lương hưu dù cao hay thấp cũng đều là điểm tựa để người cao tuổi sống thoải mái, nhẹ gánh nặng và bớt phụ thuộc vào con cháu. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.